À, Còi chào mọi người nhé. Còi đang ở Thái Bình cùng bạn Tuấn. Sáng nay thì hai Hà với Tuấn về quê chơi. Đây bạn Tuấn đây. Bây giờ thì Hà đang có mặt ở chỗ đường Lê Quý Đôn và trước mặt mọi người là chợ Đề Thám, một trong những chợ lớn nhất của Thái Bình luôn. Ở chợ này thì bán rất là nhiều đồ ăn và có rất là nhiều đặc sản của Thái Bình. Ví dụ như là hôm nay Hà với Tuấn đang qua đây để mua một cái gì đấy để về chế biến nấu ăn trưa luôn mọi người ạ. Đây gọi là chợ Đề Thám đấy. Mặc dù bây giờ là gần 12 giờ trưa rồi nhưng mà chợ rất là sầm uất. Các hoa quả cũng như là các cái đồ nướng. Bên kia thì có thấy có hàng bán chân giò, rút xương và vịt quay. Vịt ạ. Kia là hình như là ba chỉ sườn này. Ba chỉ rán này. Ba chỉ nướng. Vâng. Đây là vịt quay. Vịt quay. Đây, cảm ơn tí nữa cho quay lại. Chào cô nhá. Lên Facebook luôn. Đây, rất là nhiều đồ ăn ngon đấy mọi người. Hà với Tuấn đang đi tìm một trong những món mà không biết có tìm được không. Đó là một con rươi, đang mùa rươi mà mọi người. Nhưng mà sợ rằng là không có. Đây là quán hải sản đấy mọi người. Nhiều là mực này, tôm này, cua này, cua gạch, cua thịt. Có rươi không hả cô? Có rươi, rươi sống không ạ? À, có rươi luôn, ôi rồi tuyệt vời quá nhỉ. Đây rươi đây mọi người ơi, nó đang sống đấy. Ừ, nhìn cái này bao tiền cân rồi cô? 550 một ký à cô? Vâng. Có vỏ quýt không cô? Tí nữa phải tí ra. Dạ, à là cô cũng đang làm chả rươi luôn rồi cô. Ồ, ngon quá nhỉ. Đây con rươi đây mọi người ơi. Rơi đấy cả nhà, nó còn sống này. Ôi, sợ quá. Hay quá nhỉ. Đá bạc bạc. Đừng khay một đấy. À, cái này mình để nó sống được bao nhiêu lâu rồi cô? Dạ, 2-3 hôm ạ. Dạ, có Tuấn ơi, mua về chế biến hay là mua luôn chả của cô? Quán này cô bán rất là nhiều tôm to này mọi người này. Đó, quán cô nhìn cô rất là phúc hậu mọi người. Cô chả rươi này cô bán là như nào cô? Bán 100 nghìn một chiếc này ạ. À? Dạ. Thế thì cô cho con 3 chiếc đi. Dạ. Con 3 chiếc nhé. Đây cả nhà nhìn cô làm chả rươi này mọi người này. Cô lót một lớp lá chuối này. Đó, bây giờ cô lật rồi cô. Cái này là xong rồi đây chợ. Dạ. Em về cho con rán lại một tí. Bây giờ cô áp chảo lá chuối nhưng mà đã là chín rồi. Dạ. Nhưng có nghĩa là mình về mình rán lại một tí nữa thì cho nó ngậy hơn. Mà nếu dạ, mình không ăn rán thì mình cho vào lò vi sóng quay. Dạ. Ở đây là để cái cô đã làm sẵn rồi đây cô. Ở đây cô làm sẵn rồi. Ngon quá nhỉ. Đang cỏ ngọ quẩy đấy. Mà nó đủ màu sắc mọi người nhá. Con thì màu đỏ, con thì màu xanh nhá. Đấy, con có con màu xanh, có con màu đỏ. Con to con bé. Nó nhiều chân chưa? Nhìn nữa, đấy. Rất là nhiều chân luôn. Ngoài rươi ra nhà cô thấy nhà cô còn bán rất là nhiều cua này. Đây là cua gạch này. Đây là cua này gọi bao gạch luôn đấy. Ôi, cua này gạch chắc nịch. Ở đây là quán hải sản Cô Liễu. Cô bán ở ngay đầu cổng chợ thôi. Chợ này lớn lắm, mình vào trong rồi còn nhiều quán khác nữa. Nhưng mà cô ở đây, cửa hàng cô thì ở ngay trong. Đấy, trong này cô có cá mú này cả nhà này. Cá song, cá mú này. Đây là thưng này. Thưng này, đây là thu hài này. Ở đây là ghẹ, rất là nhiều ghẹ luôn. Ba cái là 300 đúng không cô? Cô bán cho con nửa ký rươi được không cô? Ừ, được. Đây, nửa ký là 300 hả cô? 275 nghìn đấy, 270.
thì cô bán cho con cả 300.000 nhá. 300 nhá. Vâng. Đây sống đây con làm. Đây bây giờ Hà sẽ mua thêm 300.000 tiền rưỡi nữa. 300.000 tiền rưỡi sống nữa để về Hà với bạn Tuấn nữa sẽ kiểu chế theo kiểu của mình nhá. Đau đầu nhất là sẽ cầm đâu được vỏ quýt. À chắc là mua một cân quýt đi nhá. Yeah. Để lấy vỏ. Cô đây, cô có phải tên là Liễu luôn không cô? Dạ. Thì cô ấy phúc hậu quá, cô hiền quá mọi người. Đây, Hà đang chờ cô để cô lấy dưa cho Hà. Vừa rồi Hà có mua 3 cái chả dưa để ăn trưa luôn và cũng mua thêm dưa để về tí nó tự chế biến luôn. Mọi người, cua gạch nhà cô rất là chắc mọi người. Cái này gọi là phun gạch luôn đấy. Chắc chắn là phun gạch luôn đấy. Cua gạch. Đây là cua thịt mọi người. À đây cua gạch đây nữa. To chưa? Chắc nịch. Lòi cả gạch ra này mọi người này. Nó lòi cả gạch ra luôn này. À, bây giờ cô sẽ bốc dưa cho Hà. Con này nhìn sợ nhưng mà ăn thì ngon cô nhỉ? Ăn. Nói chung là mùa nào thì đấy cháu ạ. Cô đã đang là mùa dưa hả cô? Ừ, giờ đã là mùa dưa. Đấy, mùa dưa mình mới được ăn dưa tươi luôn mọi người ạ. Nếu không phải mùa thì mình sẽ không có dưa tươi đâu. Thì sẽ ăn dưa đông thôi. Dưa đông lạnh thôi. Bây giờ đang mùa dưa. Mà giá như này là rất rẻ mọi người nhá, có 550 một ký thôi. 550 là hàng ngon. Hàng ngon ạ. Dạ vâng. Cái này tí về cho thêm trứng vào hả cô? Trứng có cần thịt không cô? Có. Bây giờ cái chỗ này cháu chỉ mua một lạng thịt thôi. Lạng thịt thôi ạ. Dạ. Một lạng thịt. Dạ. Với lại thêm cái quýt thì cháu chỉ cho mấy nhánh thôi nhá, chứ đừng cho nhiều nhé. Cô không có vỏ quýt sẵn ở đây hả cô? Cô lại không còn, cô làm hết rồi chứ không thì cô cũng cho. Dạ. Rồi con cảm ơn cô nhá. Hy vọng là sớm ghé qua quán cô. Ừ. À, bây giờ Hà với Tuấn sẽ đi mua một ít vỏ quýt nữa là về chế biến món dưa như cả nhà. Quýt chả dưa đây. Quýt chả dưa là quýt này hả cô? Ừ, quýt chả dưa đấy. Vâng vâng. Vâng. Cô cho con một cân nhé. Ừ, 20.000 đi, mua 20.000 một cân đi. Dạ vâng, cũng được ạ. Ừ, ăn rẻ chắc. À, mình làm chả dưa mình mua là mình mua đi thì là. À vâng. Ừ. Đấy, cô cho con mùi tan. Vâng vâng, thế tổng 20.000 cả quýt cả tất cả luôn cô. Mua 20.000 được quýt còn 10.000 rau thơm. 10.000 đấy cô. Ừ. Vâng. Đây. Vâng. Gặp cái thằng này nay ta bán là được quýt. Là chiều cô là vâng. Đây Hà Nội à? Vâng ạ. Ở Lào, thế nay ta nhìn chú người quen quen. À, nhìn quen quen. Nhá, ăn rẻ cho 10.000 nữa nhá. Dạ dạ dạ, thế cô cho con quýt đi. Quýt đây. Dạ vâng. Còn liên phiến cũng được cô. Không phải cần. Dạ vâng. Dạ. Cảm ơn cô nhá. Bây giờ Hà còn một nguyên liệu nữa là một chút thịt lợn. Mình thì Hà đặc biệt là rất là thích món cá khoai mọi người ạ. Nấu ăn nó mát. Chị ơi, cô ơi, cá khoai này bao tiền một ký hả cô? 130, tôi cho con một ký thôi. Đây cá khoai đây mọi người ơi. Cá khoai Thái Bình đây. Thái Bình, khoai lưới đây. Cá khoai lưới Thái Bình quá ngon luôn. Cá cô còn bán cả cua nữa này. Cua biển, cua da. À, có cua da đây luôn. À, cua da thì làm món gì nhỉ cô nhỉ? Cua da thì ăn lẩu. Cua da bao tiền, cua da này bao tiền ký hả cô? 300. 300 à? Làm gì cô ra ăn lẩu nhé, cả cá khoai lẩu thập cẩm, cả cá khoai thì một là ăn lẩu, hai là hấp xả. Thế thì cho con một ký cô ra nữa nhé cô nhé. Đây nhặt một cân cô ra nhiều hơn. Đây cô ra được cả nhà cô sông đi mọi người. Cô sông nhá, sông ngon lắm. Nếu mà em ăn lẩu là em cắt cái chân ra, em xay ra lấy nước làm dùng nước lẩu luôn. Dạ vâng ạ. Xong cái mình em thả vào nhặt cho cân cô ra với. Vâng. Còn qua cô đang làm cá khoai đây mọi người. Cá khoai lưới này ngon lắm. Con gà đấy nhỉ cô nhỉ? Mà rẻ nhỉ, có 300.000 một ký. Cô phải ăn dây, cua này còn phải dây. Cô còn chọn cái con to nữa chứ. Cô chọn cái con cái để về nó làm cách. Dạ. Đấy, cô rất là ưu tiên Hà còi đấy. Cô chọn toàn con ngon luôn. Con cái là con trứng. Đây là anh em mình đã xong cá khoai này. Tôi đã bán.
Dạ, con xin. Vâng, con xin cho con bỏ ra đây cho con ạ. À, có ăn rau sống không? Dạ, con nhà con có rồi ạ. Dạ vâng. Bà thịt thôi. Đây, xong rồi con gửi tiền cô nhá. Cá khoai này về con ướp chanh nhá, rửa sạch đi xong ướp chanh này, hạt nêm này. Vâng. Ướp, ướp vào. Ôi, nhiều chưa? Tôi là hai con. Dạ vâng. Ôi, sống rồi nó chạy này. Nhớ nhá, nhớ. Dạ, dạ. Nhớ cá khoai này ướp chanh này, hạt nêm ướp. Dạ, dạ. Ướp vào. Là về ướp luôn đi, chỉ cho mình nhúng vào cái nồi lẩu nó không tan cá ra. Dạ, dạ. Con cảm ơn cô ạ. Dạ. Rồi con xin nhá, con cảm ơn cô nhá. Dạ vâng. Hà gói với Tuấn sẽ về chế biến thôi mọi người ơi. Quá tuyệt vời, mua được toàn đồ ngon. Ở đây cả nhà ơi, con cua già nó vẫn còn sống đây. Bố ơi, tí ăn lẩu cá khoai bố nhá. Lẩu cá khoai với cả chả rươi bố ạ. Hai con à, con này con cua già. Con chả rươi ăn sống thì phải được. Quả chả rươi này phải ra vặt mấy quả quất. Cái quả này nó không thơm. Quất làm sao mà thơm được? Cái vỏ quả quất nó thơm, cái vỏ cá này nó không thơm. Đây là cá khoai đây, cá khoai chắc rửa qua thôi nhỉ. Rửa qua nó kiểu trong canh mới cho tí. Bây giờ cho cái con rươi ra bố, nó vẫn còn sống đấy. À đây là chả là sẵn rồi, bố bốc miếng đi. Chả gì? Thôi thôi. Đâu rồi? Đây. Vâng. Con rươi đây. Vâng. Dạ vâng. Vẫn còn sống đấy mẹ. Con rươi đây mọi người ơi. Cà chua, hành thì là đầy đủ hết rồi. Mẹ Hà bóc ít, mẹ bóc vỏ chỉ cần một hai quả thôi mẹ. À được mà. Thôi giờ tiếc cái quả nó ăn nó giá. Giá lạnh à mẹ. Rồi đây. Đây. Đây là thịt xay. À trứng gà đấy mẹ nhỉ. Trứng gà. Hà đi lấy trứng gà mọi người ạ. Mẹ Hà còn dặn là có một cái ổ trứng gà đang ấp. Giờ ra lấy mấy quả trứng gà để đặt chả rươi. Mọi người nhìn thấy nhà Hà nhiều gà không? Tự ấp tự nở đấy, chứ không mua giống đâu. Bộ thì 1-2 năm mình đã thay lứa mới để nó không bị kiểu cận huyết đấy. Nhưng mà mình thay thôi, nhưng mà thực ra không bao giờ để cận huyết được. Đây con gà này đang ấp đi mọi người. Không biết có không? À đây có hai quả đây. Hai quả trứng gà đây mọi người. Hai quả còn nữa nhỉ, sáng sáng mẹ cũng lấy rồi, mẹ có hai quả thôi. Ổ trong cùng lấy một quả thôi cậu, lấy cho quả khác vì cái quả này mẹ để chuyên để cho nó để hả thì làm à, mồi quả nào mồi, quả này nóng này, nóng nó vừa đẻ rồi, cả hai quả cùng ấy, cả cái quả được. Mẹ đánh dấu chứ ấy rồi chứ chéo rồi, con thấy nóng lắm chắc là vừa đẻ thôi. Còn đâu? Ở đâu nữa mẹ? À, lại còn bên này nhiều. Nhiều lắm à. Sang bên này nữa. Đây là con chuồng bên kia nữa. Vâng. Đây, hai... Làm cái quả mới này đã thấy là đủ rồi. Vâng. Đây đánh dấu quả. Đây thôi. Thôi mẹ, ba quả được rồi. Ba quả được rồi nhé. Vâng. Mẹ cầm con nhé. Còn cái ổ ngoài con gà nó phải... À bây giờ mình làm chả rươi mọi người này. Tuấn, riêng à? Ừ. À, thế là bạn đây là xả này, ừ. Xả thì vừa bạn ở vườn này, riêng à? Riêng. Làm lẩu đúng không? Ừ, bánh
Đây, nước lẩu. Lần đầu tiên mình nghe đấy. Có cả riềng ở trong nước lẩu này. Cho vào cái đĩa này. Mọi người nhìn cái thớt nó hoàn cảnh không? Vâng. Trêu mọi người mà. Nhà có thớt mới rồi. Nhiều phết đấy. Cái chả rươi này này. Nửa tí rươi này là nhiều đấy. Là chuối để tí làm chả rươi. Thực ra thì mình mua cái mọi người mình mua cái chả rươi này ấy. Mình mua cái chả rươi này thì về mình sẽ làm kiểu nó nhiều rươi hơn. Thì họ bán thì ví cô kia bán có 100.000 một cái chả như thế, nhưng mà nếu mình mà làm mà đặc thịt chả rươi thì phải bán giá cao hơn. Thì bán như thế là người cũng pha nhiều thịt lợn mà. Thịt lợn thì rẻ hơn. Đây là các nguyên liệu nấu lẩu của Tuấn à. Thơm. Mẹ đang rửa bát này này. Mẹ Hà vừa ra vườn hái được một rổ rau để tí anh em ăn lẩu luôn. Rất nhiều rau. Bây giờ thì bạn Tuấn sẽ làm lẩu, bạn Hà thì sẽ làm chả rươi. Thì trước mắt thì Hà sẽ băm cái vỏ quýt này ra. Chả rươi mình cho vỏ quýt vào thì nó sẽ dậy mùi thơm lên. Mùi thơm của rươi lên. Cho ít không đắng. Quá là nhiều rươi luôn. Hay làm một nửa thôi nhỉ? Một nửa để lại hôm nào mẹ làm nhé. Chắc là Hà sẽ làm một nửa chỗ rươi này thôi. Mình thấy khá là nhiều. Nhiều đồ quá. Nhiều rươi quá. Hà ra lấy một nửa chỗ rươi này mọi người nhé. Đây, chỉ cầm như thế này thôi. Làm một cái chả đây, ăn thưởng thức thôi. Để ăn lẩu kia nữa. Rươi vẫn đang sống đấy mọi người. Mọi người nhìn này. Nhìn nó sợ này thôi nhưng mà cực ngon. Thế thì chỗ rươi này thì Hà đã cho một nửa thịt này thôi. Một muôi thịt này thôi. Đó. Và vỏ quýt. Quýt thì chắc là Hà cũng cho một ít thôi. Chính các bạn. Cái này lên. Cái hạt tiêu này. Hạt tiêu này mọi người. Chắc là một quả trứng nó đi đủ rồi. Một quả trứng đi mọi người. Chủ yếu mình hôm nay mình sẽ ăn rươi là chính. Đánh đều lên. Chắc là mình sẽ cái này rán thì mình không có mình làm chả này mình không cho mỡ mọi người nhá, mình cứ để nó lên trên thôi, không cho mỡ, không cần mỡ. Chính vì không cần mỡ nên mình phải lót lá chuối là như vậy đấy. Ok, đợi một tí, một lát nữa là xong món chả rươi. Còn Nghệ cũng ở vườn này. Nghệ là trồng lâu phết đấy mẹ nhỉ. Nó trồng cả năm rồi mà nó vẫn kiểu non non mẹ nhỉ. Nó cứ hết năm nó lại nó tí. Cái củ cũ nó thối đi, củ mới nó mọc lên. Cái nhà mình có mới rồi. Thơm lắm. Cho một chút Nghệ vào lá cá khoai cũng được bạn ạ. Ướp đi. Khoai hai tẩm ướp bằng Nghệ mà. Mọi người nhìn thấy bạn Tuấn, bạn này kéo tay. Đẹp luôn.
Ui, quá đẹp. Ok đấy, Tuấn cực kỳ là khéo tay. Chả dươi này hấp dẫn đấy mọi người ạ. Bây giờ bạn Tuấn vẫn sẽ đánh nước lẩu, nước lẩu của bạn ấy cho kiểu nhanh gọn. Lọc mẹ cá khoai, cá khoai này rất là ngon, nhìn nó trắng bóc luôn mà. Cá khoai phải trắng. Cá lưới rồi, còn nồi còn cái chảo dươi này nữa cũng hấp dẫn. Còn con cua da thì nên Hà đang mải rửa bát nên là chưa ấy được, thì con cua da này thì đang cho vào đây ngâm. Mọi người nhìn hấp dẫn không? Cua da thì ăn lẩu luôn đi. Vâng, thì ăn lẩu luôn mẹ. Ăn lẩu thì để sống thì nhúng vào hay là để sống luôn mẹ. Hành, phi, tỏi, phi, nghệ, xả, riềng. Xong tí mới cho cà chua sau hả bà? Giờ bạn Tuấn bắt đầu bây giờ mới cho cà chua vào. Cho nước mẹ và cho nước vào nữa là xong đúng không? Quá là nhanh luôn. Công thức lẩu rất đơn giản mọi người. Sa tế vào. Cái này nó vừa cay nó vừa lên màu nữa. Lên màu nữa thì đẹp nữa, thì cho một chút tương ớt này, có tương cà nữa thì là càng đẹp luôn. Tương ớt thôi. Tương ớt, tương cà. Gì nữa bà? Gia vị. Có cần hành nêm không? Nêm cho sao cũng được đúng không? Đây được chưa Tuấn ơi? Nóng lắm. Nghĩ có khi chín rồi. Được chưa? Rồi cái này mình sẽ bỏ cái này ra để cho nó khô. Bỏ cả vung này ra luôn đúng không? Thế cũng được. Cái dưới là mình lót hai lớp nên là yên tâm là không sợ cháy thằng kia được. Ôi, thơm lắm rồi bạn ạ. Hấp dẫn đấy mọi người. Đặc thịt dươi mà. Hạt nêm vẫn đang là công thức lẩu thôi. Xong hồi bây giờ là sẽ trộn tất cả cái gia vị kia lên. Xong rồi bắt đầu là cho mẻ vào cộng với nước và nữa là xong là anh em ra ăn lẩu. Của cô ở đây mọi người ơi. Ba miếng bánh hôm nay là một miếng ai ăn vụng đây, khai mau bỏ ra đây để ăn mọi người nhá. Chả dươi này, một tê chả dươi của cô ấy. Ra lấy anh ổn điện để anh ấy lẩu. Hôm nay có hai món chả dươi của Hà tự làm và chả dươi của cô ấy, một tí nó xem cái nào ngon hơn mọi người nhá. Đây, bạn Tuấn bỏ chả dươi ra mọi người ạ. Cho vào cái đĩa to luôn. Được chưa bạn? À, chơi trò này là kinh nhỉ. Chả dươi rán là không kiểu này là kiểu mình không dùng ấy. Mình không dùng Xin mời cả nhà. Đẹp không mọi người? Ôi, hấp dẫn. Quá hấp dẫn luôn. Bỏ ra đây. Thơm lừng luôn. Thơm của mùi lá chuối cháy này. Và đặc biệt là không dùng mỡ. Mình không có dùng dầu ăn hay mỡ gì cả. Đây, hai cái chả dươi. Hấp dẫn cho mọi người. Bữa trưa nay của anh em Hà Còi đây. Có cá khoai này,
Dươi thì chả dươi kia thì Hà vẫn để lại một nửa, hơn một nửa ấy. Mình mới gọi làm gọi là một phần nhỏ thôi. Đấy, còn lại rau thì đương nhiên là rau ở nhà rồi. Nhà thì quá là nhiều rau luôn. Đó, thì tí nữa cái này ngọt lắm đấy. Còn tí ăn với cá khoai nữa mọi người ạ. Ăn với cá khoai nữa, tuyệt vời luôn. Ok đấy, anh em mình ngồi nhậu thôi. Bố ơi, bố ra ngồi bọn con bố. Đây bố Hà đây, mọi người nhìn lúc nào cũng phong tái của người quân đội. Làm việc cả ngày nó không biết mệt mỏi là gì. Đây, bạn xôi rồi bố. Đây bạn thì bạn pha nước chấm đây. Vợ Hà đấy, pha nước chấm con này. Đây bạn đây. Rồi. Rồi nha. Ăn thử với chả dươi ra. Người ta tí có rau sống nữa. Hôm qua đi anh thích ăn cá quay đấy. Mọi người ơi, cá quay này. Quán đi. Cá quay là trắng phau luôn này. Thu Lan. Đây cả nhà ơi. Cá quay nó còn chắc thịt như này mà. Nó vẫn còn một cái lớp da rồi. Tức là cá này là đã đánh trong đêm hôm qua thôi. Vẫn tươi, người ta chưa có, không có ướp lạnh ngâm nước gì cả. Bình thường là có những mang, ví dụ mang lên xa xa là người ta phải bỏ vào đá ở dưới Tuấn. Đó thì không nó sẽ bị hỏng, nó bảo quản thôi mà. Đây là họ cũng không cần luôn. Vì nó quá tươi rồi. Không cần luôn. Đây chấm chấm đây, mắm thì là đây. Ơ thì là đây. Nào bạn. Thơm này. Sao nó thơm thế? Thơm mùi vỏ quýt. Nhưng mà con tươi cảm giác ăn nó tan trong miệng ấy. Ừ, nó tan trong miệng, nó thơm. Đây bạn Thùy đây, caramel này. Chỗ này là ít con dươi nhất. Caramel. Từ miếng. Bạn thì bạn hơi sợ cái con đấy, nhưng mà thực ra thì nếu những người ở vùng quê Thái Bình thì chẳng lạ gì con dươi. Ngày xưa Hà còn bé thì cách đây có 3-4 cây thôi là đã có cái một số thỉnh thoảng là rủ nhau đi vớt dươi luôn. Đến mùa dươi ấy, mùa này này. Vớt dươi nhưng mà cũng không được nhiều. Bố ăn đi bố. Ăn đi. Em mọi người nhìn chả này. Thơm lắm. Quan tâm đến quán dê ở trên Hà Nội. Thực ra bố Hà còn mới lên có một lần thôi. Cái này được chưa nhỉ? Cô già. Cái này cũng nhanh chín nữa. Thêm tí nữa đi. Thêm tí nữa bạn. Sau khi nó sôi quá thì nó rụng. Chân. Một con bà đắn đưa ra cho mình này, bảo là quạt hết chân nhưng mà say. Làm với cái nước này cũng được nhưng mà nó hơi kỳ công, là cua cuôn hơi kỳ công, hơi kỳ công với cả cua ra đây. Thử phần cá quai, thử cá quai nhé, cá quai thì nhanh chín hơn. Mời mọi người, mẹ ơi ra ngồi đây với con. Đấy ăn đây. Con xin mẹ thử cá quai đi. Chả dươi mẹ ơi. Cho mẹ ơi, con ngồi đây. Không cần nói thôi được rồi. Đúng rồi. Ăn đi, con ăn đi. Mời mọi người nhé, mẹ hãy dùng đi. Còn một chút. Không nhiều cá. Đó thôi, kiểu bà. Mẹ ăn còn nhiều á. Cái này với rau sống. Ăn với rau sống sướng lắm. Ngon quá mọi người ạ. Con cá quai để nó tan trong miệng nó mát lắm. Đây là trả thuê nhà làm, còn kia là trả thuê mua đúng không? Vâng ạ. Thơm không? Thơm. Mình thơm này. Ừ, thơm thôi. Nhưng mà hình như là chưa cay lắm. À, không cho tí cay nào. Vâng, không cho ớt nào. Nếu ớt thì cay lắm. Ừ.
Trời khoai ngon quá. Tuyệt vời rồi. Khoai chỉ có biển quá. Có lần còn nằm mơ được ăn cá khoai mà. Nhưng lắm lúc đi ở Hà Nội, lắm lúc đi chợ mua không gặp. Mà ở quê Thái Bình Hà thì rất là nhiều. Nói chung là nhiều. Lúc nào thích ăn là cũng có. Ở Hà Nội lắm lúc ra chợ là phải... Tất nhiên là cũng sẽ có chỗ chợ nó nhiều bán, nhưng mà chợ quanh quanh nhà Hà thì lại rất là ít. Đi học về nhà nó bỏ rõ ràng là mẹ nấu riêu cá mà giờ cá đâu rồi. Chợ khoai mà đun lâu rồi nó tan nha. Ngon rồi mẹ. Nhưng mẹ ăn cơm rồi ăn. Mấy nhầm tiền trong lưng luôn. Ăn tươi tươi mà nó rất là ngon. Cho toàn con cái luôn này. Toàn cái lắm gạch mà. Đây là con cái là cái mai. Bạn Tuấn thử từ ấy nào. Bạn Tuấn thử bóc một con nào. Cà ra. Cà ra. Bạn Hạ, cả nhà ơi, bạn Hạ cà sấu. Có kênh Hạ cà sấu đó, mọi người vào ủng hộ bán nha. Mọi người đang ăn thử món tươi do nhà bà Hà làm, mẹ Hà làm, bởi vì là cũng ăn rất nhiều thứ nhưng mà mọi lần là ăn đánh ra hôm nay. Hà với Tuấn làm đấy. Ôi hả? Hôm nay mới ăn tươi cả con. Ăn cả đĩa luôn, chúng nó bảo để cả con cho nó đầy ăn. Cà ra đi. Thử cà ra là xem có gạch không. Ở bố hàng đang ăn cà ra này mọi người. Cô già, cô xong mọi người. Chợ đề thám đây. Chợ đề thám đây. Ăn nóng quá. Cô ra này xay nhà lắm, gạch lắm, nấu riêu lắm, gạch lắm. Đấy, gạch này. Gạch này ngọt lắm đấy. Thơm, nói chung là gạch cua sông này thơm. Nhiều người người nào mà tín đồ của ăn cua hay hải sản ấy thì ăn thử cua ra thì nó có độ ngọt nó khác mà. Thế nào bạn? Ngọt lắm, ngọt đấy, ngọt cực luôn. Nên cái mà cua sông nó ngọt mà. Hương vị của cua ấy. Hấp dẫn. Nhưng mà cái nồi từ hình như nó cháy bé, nó sôi chỉ không? Vâng, thế thôi mẹ. Vâng. Chín lắm rồi. Vâng, bạn tự bẻ nửa con này nào. Đây nào. Đây mình lột cái này. Ui, vẫn có gạch ở trong cái mai này luôn. Đừng vứt đi nhé. Úp, ngược lại, đấy, đúng rồi. Ôi, nhiều gạch này. Trứng mà, con cái là làm trứng đấy. Cô ấy còn chọn cho mình toàn con cái đấy chứ, toàn gạch này chứ. Cái này có ốc ngon. Con này muối tiêu chanh à? Hàu ấy. Nó giòn đúng không? Nó giòn hơn ấy, nó giòn. Ăn thì kiểu mình nhai được luôn. Nhiều thịt nữa. Ừ. Hạ nhìn thấy ớt nhà Hà sai không? Dã man luôn rồi, nhìn thấy sai dã man. Sai như kiểu trồng là để làm cành được ấy nhỉ? Chi chít luôn nhỉ? Cay lắm. Cay lắm. Ớt này, ớt này cay lắm mọi người. Bé này nhưng mà chắc nhìn dã man. Giờ nhìn thấy không dám ăn mà, ta không dám ăn, cay quá. Bé là đã cay luôn rồi đấy, không cần phải đợi. Cay. Ngon quá. Chứ cái ớt mùa chợ không cay đâu, nhưng cái ớt này nó cay kinh khủng lắm. Ôi, nhìn cái chất lượng, quá chất lượng luôn. Ngon rồi. Quá chất lượng, nói chung là phải nói luôn cô ấy tốt bụng, cô chọn cho những con cái cả một lớp gạch như này mà mọi người. Nên một cục gạch này. Khôi nhìn chứ mày gành ăn quá, cô ấy chọn nó vẫn ngon. Chấm lên một chút chanh đây. Cực kỳ là ngậy mà thơm. Không mất đi đâu cái gì. Tôi tầm ăn hết. Ngày thứ 5 thứ 6 là chủ nhật là quán ra nữa. Thứ 5 thứ 6 thì phải được cái cho khách đâu. Chùa này chất lượng quá. Ôi, nóng quá nóng quá. Cái bé nhưng mà nó mẩy. Nó rất là chắc đấy. Là cay. Mà uống tí nước cho nó chống cay, nó lại nóng, càng cay hơn. Mẹ Hà không ăn được cay đâu mà. Không ăn được cay.
Đấy. Nhiều thế cả. Ừ. Cái này là bao nhiêu tiền một cân? 300.000 một cân. 300.000, chỗ này là mình mua mấy cân? Wow. Một cân. Nhiều phết đấy chứ nhỉ? Ừ. Quá chất lượng luôn. Quá chất lượng luôn mọi người ạ. Cua da này. Đã quá. Mà nó giòn, nhiều thịt thơm mà lại còn kiểu giòn giòn nhai được cả luôn. Ăn được cả vỏ luôn. Tuyệt vời. Ok. Ok. Bỏ em đảo luôn. Tươi nhỉ? Tươi mà. Tươi sống. Tươi sống, ăn nó sướng. Nóng nó dậy. Vừa tươi vừa sống. Cái này ăn kiểu dạng như kiểu mình xay đây làm riêu cà ra ngon. Riêu ấy. Lẩu cua sông đấy. Nó vào nó nóng. Không ăn bún. Vâng, lẩu riêu cà ra mà. Nó ngọt mà. Nóng cái nó rụng càng luôn. Nguyên con. Đây là bưởi của nhà mẹ. Bưởi của nhà đấy. Bưởi nhà mình năm nay cũng sai vậy nhỉ? Ừ, cứ có khách này năm được. Ừ. Nó chắc nó phải 100 quả. Trong cua 100 quả. 100 quả. Bưởi gì bà? Bưởi riễn đấy. À, riễn đấy. Áo nó hai bát đấy. Lấy 200 quả đấy. Bạn lỡ vặt thoải mái đi chứ làm sao ăn hết được. Bưởi riễn đấy cả nhà ơi. Bưởi này là cũng là bố mẹ Hà trồng ấy. Và cũng trồng cũng mấy năm rồi bố nhỉ? Ngày xưa còn hay lấy vỏ bưởi để gội đầu mà nhỉ? Tắm gội đầu. Bưởi cổ cơ chứ bưởi này nó không thơm. Bưởi mà con trồng ở ngoài kia gì mẹ? Đấy đúng rồi. Bưởi này nó không thơm. Bưởi chua cơ. Cả nhà ơi, cá khoai. Nói thật với mọi người nhìn miếng cá khoai này. Ai là tín đồ của cá khoai thì xem clip này có thể thoát ra luôn nhá. bởi vì là không thể chịu được bởi vì mua ăn thôi. Cá khoai thì Hà là tín đồ luôn. Nhất là mát ruột này. Thứ hai nó làm nói chung là nghiện lắm. Về Thái Bình là nghiện cá khoai. Ôi. À. Đã quá. Ở cứ cá khoai ăn nó giải rượu mà mát ruột mà nó cảm giác nó ăn nó không chán được. Không ăn nước. Ăn mỗi cá không được. À cho xin. Bố Hà cũng nhà Hà thì cả nhà thích ăn cá khoai. Cả nhà thích ăn cá khoai luôn. Cái cá khoai này mình làm lẩu thì là tuyệt vời rồi. Có thể mình làm nấu canh chua. Nấu canh chua cũng ngon. Canh chua mình ăn với rau sống. Đấy, nóng nám. Ngon mà. Cà phê muốn thịt lắm. Nóng dài lắm. Nóng dài lắm. À, đã quá. Chào các mọi người. Hôm nay thì tuyệt vời nhất là có cả chả rươi với cả cá khoai với cả cua da. Tất cả đều đặc sản theo mùa mọi người. Theo mùa mà. Con rươi này nó theo mùa thì mình sẽ ăn được con rươi tươi này. Con cua da ăn thế theo mùa thì mình sẽ ăn được con cua da nó mẩy. Nhất là mùa này là cua da là mẩy nhất trong năm luôn. Mùa cua da vẫn rươi với cua da là cùng một mùa với nhau. Bình thường là vẫn có cua da nhưng mà nó sẽ không mẩy và to như mùa này. Béo như mùa này. Mùa này cua da là nhiều gạch và trứng, mùa sinh sản mà. Những con động vật tự nhiên thì hay lựa chọn cái mùa mà nó có năng lượng nhiều nhất để sinh sản mà. Nhưng mà cua da mùa này nó béo. Hôm nay thì Hà Còi cũng về quê cùng với bạn Tuấn. Và rất là may mắn khi mua được toàn đồ đặc sản về đây thưởng thức và cũng như là mời bố mẹ với mọi người ở đây dùng thì Hà cảm thấy rất là vui. Cảm ơn mọi người đã xem video của Hà. Hãy cho Hà một cái comment tích cực nhé, cũng như là ấn đăng ký kênh của Hà để theo dõi những video mới nhất của Hà. Bây giờ thì Hà kết thúc video ở đây nhé. Hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Xin chào, hẹn gặp lại mọi người. Chào mọi người nha.